Dạ, xin chào cô chú anh chị em trở lại kênh Tú Trần Bonsai và Làm Vườn ha. Thì hôm nay mình quay giao lưu anh em một số cây trong cái lô mai Đồng Tháp. Mình quay từng cây giao lưu anh em ha. Rồi, trước tiên là cây mã số A1. Cây này có bộ tàn khá là đẹp anh chị. Anh em nào chơi cây tàn thì cây này ok ha. Bộ tàn cây này. Cái lô này hơi nhiều cho nên quay hơi lẹ ha, anh chị xem có gì cần thiết thì nhắn bên Zalo để mình bổ sung thêm thông tin ha. Hoành ở vị trí eo nhỏ nhất này là 33, anh chị thấy mình đo nè. Túc trên đây ha. Vị trí thứ hai là 47, ngay đây. 47. Giá là 3,5 triệu bao ship. Cái này mặt đế bên đây ok ha. Bộ tàn nè. Mặt đế phía sau. Cái này có bộ đế dắt chữ A ha. Gốc cành. Giá là 3,5 triệu. Rồi tiếp theo cây tàn thứ hai. Hoành 33, đo vị trí này. Eo này anh chị thấy ha, hoành 33. Đo ngay đây là 39. Giá là 2,2 triệu. Cây mã số A2. Cây này thì cao khoảng 1,5 m. Có con rễ tràn để hồi nó cắt con rễ ra. Đế tương đối ha. Đây cũng có cộng. Cái này một đế phía sau cũng nơm luôn kìa. Tàn cao ha. Cái này đóng tàn hơi thưa nhưng mà bỏ cũng đều á. 2,2 triệu. Rồi tiếp theo cây mã số A3. Cây này xù anh chị nha, xù khá là nhiều ha. Và cái ngọn này nó có cây này hai thân, cái rễ dẫn lại rễ nó lên tược giả ra cái thân này, anh chị thấy nó hơi lung lai nè, nhưng mà nó chung một cây cho nên nó mới xù giống nhau anh chị. Hoành đo tổng hai cây này là 38, cao 48, giá là 2,2 triệu, hoành 38 ha. Cây mai xù. Cây này thì mình nghĩ nó có cái rễ dính ở dưới á, cho nên nó cũng nó lung lai nhưng mà nó cũng khến vô. Nhìn nó hay ha. Giót ngọn. Cây này cao khoảng 30 ba mấy anh chị. Cắt cái ngọn xuống đây nữa. Và một cây xù đẹp. Giá 2,2 triệu bao ship ha. Đây là mặt tiền của nó nè. A3. Tiếp theo cây mã số A4. Cái này ghép cúc thọ hương nha. Anh chị thấy đế nè, ở trong nó một lớp nè. Đo ngay vị trí này là 34 hoành. Ngay đây ha. Cây này ghép thọ hương trên đây. Nếu anh chị cần cái cành thì đây mình phải ghép thêm bo nữa nha. Trên này thọ hương. Có cái cành phóng nè. Cây này giá là 1,7 triệu. Cây mã số A4. Cây này đế đơm nha. Chị vô chậu anh chị nhóm lên nữa. Bộ đế nè. Cây này anh chị bó mấy cọng này vô nữa. Nhìn cái bộ đế nơm rất là đẹp. Cây này đế nhiều nè. Đây là mặt hậu. Có cành phong. Cành phóng, cành phong. Lên đây mình lắc cái cành số 3 lợp về phía đây, dẫn ngọn lên. Đây là mặt hậu nha. Cúc thọ hương. Giá 1,7 triệu. Thì những cây này là mình giá là bao ship hết anh chị nha. Cây này hoành 38, đo ngay vị trí này ha. Cụ đế đẹp. Hoành 38.
cao 70, giá là 2 triệu. Cây này thì mặt này để đẹp, mặt sau nó trống nha. Cây này có thể giảm anh chị về xì được á. Cốt cành cây này đóng ghép cũng chơi ok ha. Cây mặt số A5. Mặt đế đây nhìn rất là đẹp. Rồi, tiếp theo cây mã số A6, A6 để lộn bên đây. A6 cây bên đây anh chị. Đây là mặt tiền của cây này ha. Quanh đo ở vị trí này là 36. Đo dưới này là 45. 36 hoành ở đây ha. Giá là 1 triệu 8. Cái này để đẹp nha. Rồi tiếp theo cái mã số A7. A7 cao 70, hoành 36 ngay vị trí này, hoành 45 ngay vị trí này. Phù ha. Ngay đây là 58. Để anh chị biết được cái độ giót của nó. Cây này mấy đứa nó kê tự nhiên là dựng đứng lên ha. Cây này mình môi đế ra anh chị. Mình chơi cây bộ đế nơm ha. Rễ nè. Chị thấy nó còn dưới nè. Môi ra cho nó nơm nữa. Mặt bên đây bộ đế nguyên cái cũ ha. Đây. Cái này mình nhóm đế lên. Chơi anh chị chơi nguyên cái cũ mà. Và cái thân của nó dốc ha. Cây đó dựng đứng lên mình có một tay mình không có dựng được. Đây, chị dựng đứng lên nè. Nhìn cái bệ đó ha. Rất là đã luôn. Cây này giá là 2 triệu 9. Cũ nên chị thấy ha. Cái rễ này cắt bỏ luôn. Để cái rễ dưới là chơi nguyên cái bệ ok. Cây 9 cây mã số A7. Tiếp theo cây mã số A8. Hoành ngay vị trí này là 35, ngay vị trí này là 39. Giá là 2 triệu 7. Bao ship ha. Cây này bộ đế quái anh chị. Nó lắc. Nó gà nè, anh chị thấy nó ngoái cuộn cuộn ha, nó quái. Thân thì đóng vàng cốt khá ha. Đây mặt đế bên đây cuộn nè, cuốn anh chị. Khi mình vô chậu mình nổi cái chân đế này lên nhìn nó quái ha. Cành nhánh cái này sau này tương lai nó cũng có khả năng lên xù, nó cầm theo những cái cành. Nhưng mà hiện tại mình không nói là cây sầu nha. Cây này thì nó có khả năng lên. Giá 2 triệu 7 ha. Tiếp theo cây mã số A9. Cây này giót ha. Cây này ghép vô cành 1 ở đây. Cành số 2, cành phong phía sau có đủ ha. Cành phong. Cành phong số 2, cành này cành số 3. Cành này anh Giang cành 4, ghép đen cành lợp ra đây nữa anh chị. Nó sẽ đầy cây ha, dẫn ngọn lên một cây trực luôn. Hoành 40, cây này hoành lớn nha. Đo cho vị trí này là hoành 40. Anh chị thấy vị trí này ha, 40 hoành. Giá là 3 triệu. Mấy cây này anh chị nhóm lên ha, nó có bộ đế nơm á, cho nên nhóm lên đẹp. Cây này dựng đứng lên, bóp cái rễ này xuống,
phía sau rễ ok ha, rễ nơm nè. Anh chị chỉ cần ngàm cái rễ này xuống cho nó đứng luôn, ngàm chữ V như mình làm á, thì cây nó sẽ đứng lên đẹp ha. Dốt. Anh chị cần thì mình sẽ gửi thêm qua Zalo ha. Dốt đế. Rồi tiếp theo cây mã số A10. A10 một cây thoát thân khoảng 40 là từ mặt bầu anh chị ha, còn từ cổ đế lên là khoảng 30. Đóng cái bộ cốt trên đây anh chị có thể chơi cây tàn dù được, dù lở ha, dạng hình nón á. Đế nè, cổ đế nó bấu xuống, đi ra nó bấu xuống cho nên mình ép chậu được. Cốt này. Cái này mình đóng cái phơm tàn ở trên ha, là cái hình nón trên này khá là hay. Đây rễ nó có rễ bỏ tương đối hết ha. Cây này thì nó cũng cái dạng nứt nứt thân, nó là lạ ha, chị thấy da nó nứt rồi. Nè, cái da này nó cũng bong ngộ ngộ á. Mấy cây này thì nếu mà nuôi đất thì khả năng nó mạnh á, nó sẽ lên sâu. Cây này hoành 39 nha, vị trí này. Và đo cổ đế là 44. Cái cây nó nở anh chị, cho nên nhìn thấy đo nó ra hoành nha. Giá là 2,2 triệu. Cây A20. Cái này chỉ cần làm cọng rễ này thôi, khi mình vô trồng á, cột dây kéo nó xuống. Những cái rễ mà đưa lỏng khổng á là có khả năng làm được thì mình sẽ chừa lại ha, mình rất là kỹ mấy cái rễ đó. Rồi tiếp theo một cây cũng lai lai búp măng ha, anh chị thấy dạng cốt nó đưa lên. Cây này thoát thân có một tấc mấy ha, là đóng cành. Cái này chạy ra xử lý đế lại, cái thân rất là đẹp. Đây. Cốt cành ok ha. Cái này bộ cốt cái này đóng khá là đẹp. Giót đế nơm. Mấy cây này nó nằm nghiêng dưới đất anh chị, cho nên mấy anh bứng cái đáy nó không bằng cho nên nghiêng ha. Nhưng mà mình dựng lại được, cây này dựng ngọn lại. Cây này giá là 3 triệu. A19. Đừng coi cây hoành đó đâu. Cái này mình không thấy đo hoành, để mình đo hoành lại ha. Hoành ngay vị trí này là 36 ngay đây ha, còn đo cổ rễ là 50 vị trí này. Giá là 3 triệu anh chị ha. Cốt quá ok luôn. Rồi tiếp theo một cây tàn, cây này mình có thể chơi tàn hoặc là anh chị có thể rút phôi. Hoành 39 và chính là đo vị trí này, 39-40 ha, dao động ngay xích xuống đây xíu là 45, chị thấy ha, ngay chỗ vị trí này. Cây A12 giá là 4,5 triệu. Nên quay đế cho anh chị xem nha, cây này nuôi lâu dài thì bộ đế đẹp. Đế nó cắm xuống ha, cây này mồi xuống xíu nữa bộ đế rất là ok luôn. Cái này lấy mặt tiền ở đây, dàn cốt.
Cây này mình cũng dự định ha, nếu mà anh chị không thích thì mình sẽ cắt giật lùng xuống chơi cái tàn ha, cây rút lại bonsai luôn. Tàn cao 1,5 m. Để ok ha, chơi lâu dài, còn cắt lùng cái ngọn rất là nhỏ luôn anh chị. Ngay vị trí này 10 mấy à. Bộ tàn rất là đẹp. Giá 4,5 triệu ha. Cây tàn là A12 anh chị ha. Còn tiếp theo cây mã số A13. A13 đo dưới cành 1 là 40 hoành. Trên cành 1 là 36 hoành, đo ngay eo này nè. Cây này mình lấy cành 1, cành 2, ghép cành số 3 gì sao. Mình theo thiên nhiên thôi, cây này không có chơi cây bài được do cái tỷ lệ khúc này. Còn anh chị chịu chơi thì cắt ngay đây. Nhưng mà nó cái thẹo nó lớn nha. A13 giá là 2,2 triệu, hoành 40 ngay dưới cành 1, trên cành 2 là 36. Đây một cây nghệ thuật nha. Cây này vô ép chậu nhìn phê lắm. Đây là mặt hậu A13. Tiếp theo cây mã số A14. Đây là mặt hậu của nó ha. Và mặt tiền A14. Cây này mặt đế bên đây đẹp ha. Hoành 39 ngay vị trí này. Ngay đây là 47. Bỏ cái đó lại, 39,47, giá 2,4 triệu. Mặt đây thì đế nó không bằng, nhưng mà nhìn cái nét cây cũng thông anh chị ha. A14. Rồi, tiếp theo cây A15. A15 bán rồi chị. Tiếp theo cây A17 ha, 14 tới A17. A17 một cây tàn. Cây dáng phong cách mình chơi cao cao á. Thoát thân từ cổ đế lên 50 thì nó đóng vô cà cốt bên trong. Đế ha. A17. Cái cụ đế rất là lớn nha, chị thấy cái tay để vô nè. Hoành đo trên eo nhỏ nhất, trên đây là 30, xích xuống đây là 39, ngay cổ đế là 59. Để anh chị mường tượng ra cái cây ở ngoài nó lớn cỡ nào ha. Cụ đế giá là 2,2 triệu. Cây này nhìn sát ngoài rất là lớn anh chị nha. Rồi, tiếp theo cây chúc mình báo A mười mấy mình quên. Cây này ngay vị trí này, lấy mặt tiền ở đây ha. Có một cái cành phóng. Ngay vị trí này là hoành 35. Ngay đây. Xuống dưới ngay vị trí này là 59. Giá là 2,7 triệu. Mặt đế à. Mặt hậu ha. Đế đẹp. Cây này ghi cái A18. A18 giá là 2,7 triệu ha. A18 Rồi, tiếp theo cây A19. Cây này hoành 44. Hoành lớn anh chị nha. Hoành đo ở vị trí này là 44. Xuống dưới đây là 63. Giá là 4,5 triệu. Cây này cái ngọn nó dót rất là đẹp.
mặt đế, lên về mặt đế ha. Đầy đế, rất là đẹp. Cái ngọn giót ha. Cái này nhìn ngoài rất là phê anh chị. Cắt gọn bên trái ha. Thì cũng cảm ơn một số anh em đã ủng hộ một số cây trong cái lô này ha. Cây này có lẽ mình lấy mặt tiền ở đây, vị trí này. Nhìn cái cây rất là đã. Để cây này mình cài ra anh xử lý đế ha. Rất là ok. Rồi, tiếp theo cây mã số 20. Một cây tàn rất là đẹp. Cây này nuôi lâu dài, cái bộ đế nó càng lúc càng đẹp lên anh chị. Nguyên cái bạch nè. Cây này hai tầng đế ha, mình trên khai thác được hai tầng đế. Nguyên cái bạch lớn nè, đo ở vị trí này là 30, hoành 30. Eo cổ đế là 36. Cây này thân tròn, cao 90. Về phía sau cho anh chị xem. Ở đây cũng có một cọng ha. Đây nguyên về, bên đây hai cọng lớn. Thì cây này nuôi lâu dài nó có hai tầng đế lên. Nó ra bộ đế đẹp anh chị. Cây này có thể nếu mà trồng cái rễ này nè, anh chị có thể ngàm hoặc là ráp lại ngay đây. Cái kỹ thuật ráp rồi để mình chia sẻ anh chị ha. Có những cái rễ mình cắt ngang đây, mình đem cái lại đây mình nối vô vẫn ok nha. Nhưng mà anh em phải mày mò, phải tìm hiểu mới được. Nếu mà nuôi cây mạnh thì gấp rất là dễ. Cây này cái củ nở đó, đẹp ha. Cây này giá là 3,4 triệu. Củ đế đẹp, tàn đẹp. Coi cái bộ tàn đó nè. 3,4 triệu ha. Rồi cái video này mình quay 20 cây. Còn mình sẽ quay một cái video tiếp theo. Mình quay một số cây đẹp với lại cây VIP anh chị ha. Mình sẽ, anh chị quan tâm theo dõi cái video tiếp theo, mình sẽ quay một số cây này chi tiết cho anh chị. Hoặc là mình bán trên live, TikTok hoặc là YouTube và Tú Trần Bonsai và Làm Vườn. TikTok là Tú Trần Bonsai. Rồi, hy vọng là anh chị ủng hộ cái lô này ha. Và quan tâm thì theo dõi cái lô tiếp theo. Mình xin phép được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xem kênh thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Cũng như là ủng hộ cái lô này. Rồi, xin chào cô chú anh chị nha.